Cơ chế một cửa liên thông điện tử thực hiện thủ tục kết hợp và công tác tiếp nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông đã được Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Cụ thể, tập trung xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 để khơi thông, mở các nút thắt về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ hành chính công để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững. Dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả công tác cải cách hành chính từ năm 2011 đến năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 vừa gửi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời từ thành phố đến phường, xã, thị trấn. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Thành phố thành lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng trực tiếp giải quyết các thủ tục về đầu tư. Cơ chế một cửa liên thông điện tử thực hiện thủ tục kết hợp và công tác tiếp nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.